hôm nay thì Thùy sẽ đi tham quan một khu nghỉ dưỡng phức hợp, đó là Osonki. Ôi khó đọc quá. Nó là một thẻ tham quan của thành phố Sochi, nhưng mà nó đã đóng cửa với du khách từ năm 2010. Nên là khi mà các bạn ghé đấy thì chúng ta chỉ được đi ở phía bên ngoài để tham quan thôi, chứ không được đi vào trong bên trong của tòa nhà để tham quan từng phòng ạ. Khu phức hợp nghỉ dưỡng này đã được công nhận là di tích kiến trúc và đã đón khách hơn 75 năm. Khu phức hợp nằm trong một công viên cận nhiệt đới độc đáo với rừng cây tuyết tùng, đài phun nước và những con hẻm rợp bóng mát. Điều này là chính xác đấy các bạn ạ. Tại vì Thùy tới đấy vì Thùy choáng ngợp với cái kiến trúc rất là hùng vĩ và nhiều cây cối, cây xanh bao quanh cái khu vực này rất là nhiều luôn. Các bạn tha hồ mà đi xong rồi nghỉ ngơi dưới bóng mát, không khí trong lành và thật sự rất là thoải mái, dễ chịu ý cả nhà. Khu phức hợp nghỉ dưỡng được đặt theo tên của S. Ozoniki ra Papa Kachita Stiek Izisuda. Để Thùy kêu chồng Thùy là đọc lại cho mọi người nghe vậy. Thùy không đang phát âm được. Ozonikizu. Ozonikizu. Ok. Spasiba. Khu nghỉ dưỡng này được nhiều người nhớ đến với bộ phim tuyệt vời của nước Nga, Ông già Hotabich. Hotabich. Đã. Papa. Hotabich. Mui. Phim. Hotabich. Hotabich. Ở trên mạng ấy, thì người ta nói là ngày nay số lượng phòng đa dạng, bao gồm các phòng tiện nghi thuộc các hạng mục khác nhau. Nhưng mà thực tế là người ta đóng cửa nha cả nhà. Nếu mà có ghé vào ấy thì bảo vệ người ta cũng ra, người ta đuổi ra không, mà chúng ta chỉ được đi ở bên ngoài để ngắm nhìn quang cảnh ở phía bên ngoài thôi ạ. Nếu mà các bạn ghé đây thì các bạn dễ dàng bắt gặp rất là nhiều cặp đôi người ta tới đây và chụp ảnh cưới cả nhà. Tụi mình tới đây và tụi mình gặp được 3 cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Chồng Thùy cũng có nói là ở đây người ta chụp rất là nhiều, tại vì lên hình ý thì nó đẹp lắm. Mà không phải lên hình đâu, mà thực tế là nó ở ngoài rất là đẹp ạ. Thùy rất thích ở chỗ đó là cái viện dưỡng lão này có rất là nhiều cây cối. Thông thường thì khi mà ghé thăm các tòa lâu đài hay là những cái công trình kiến trúc như thế này thì Thùy thấy là nó chỉ có cái tòa lâu đài, chứ nó không có cây mọc leo lên những cái tầng hay là những cái bức tường như thế này rất là đẹp. Nên là Thùy thích ở cái khu vực này. Ở đây có rất là nhiều những cái con cún, con chó vô gia cư. Tụi nó nhìn rất là lớn và đáng yêu, dễ thương. Tụi nó không có sủa gì hết á. Nếu mà các bạn có ghé thì có thể đem một ít đồ ăn cho tụi nó nữa. Đây là cái khu vực có góc nhìn hướng ra biển. Cây cối nhìn rất là xanh tươi tốt và không khí thật sự trong lành ấy cả nhà. Thùy tìm được ở trên mạng có một số thông tin về khu vực này như sau. Viện điều dưỡng bỏ hoang là một viện điều dưỡng nổi tiếng ở quận Kostinsky của thành phố Sochi, đã tồn tại gần một thế kỷ. Nó nằm trên sườn phía tây nam của núi Bukta, phía trên Biển Đen. Đây là một tượng đài tuyệt vời của kiến trúc tân cổ điển thời Stalin, có tầm quan trọng trong khu vực và liên bang. Nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch. Đúng là như vậy cả nhà, tại vì tụi mình tới đây thì có rất là nhiều khách tới đây tham quan.
Nhưng mà tại vì thời điểm hiện tại là đang mùa dịch Covid ý, nên là không có khách nước ngoài, chỉ có khách du lịch trong nước người Nga thôi cả nhà. Đi từ cái chỗ đậu xe đi vào ấy thì tụi mình có đi ngang qua một cái tòa nhà. Lúc đầu thì tụi nghĩ đó là viện điều dưỡng bỏ hoang này, nhưng mà không phải, đó là một căn nhà phụ, một tòa nhà phụ thôi. Nhưng mà cây cối cũng xanh mát và kiến trúc cũng khá là độc đáo, nên các bạn có thể ghé sang bên đó để xem tham quan. Đây này các bạn, kiến trúc cũng khá là độc đáo, nhiều phòng. Nhưng mà để đi lên được đoạn này thì chúng ta phải leo lên một ngọn đồi, ngọn núi thì khá là mệt. Đặc biệt là nếu như bạn nào có xe đẩy như Thủy thì khá là vất vả. Tại vì đi lên thì leo núi, đi xuống thì có rất là nhiều bậc thang, nên là tụi mình phải cùng nhau khênh vác cái xe đẩy. Sau khi tham quan khu vực viện dưỡng lão bỏ hoang thì tụi mình ghé ra ngoài bãi biển và tắm biển buổi chiều. Ghé vào một nhà hàng để ăn uống, nhà hàng ở ven bờ biển này cả nhà. Đây là món cá sốt, thì nghĩ là sốt caramel. Đây là món ốc sốt kem, ăn cũng khá là ngon ạ, cà phê sữa đá. Vẹm, đây là cá nướng. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo của chuyến đi của tụi mình nhé. Bye bye.